Chào mừng các bạn đến với liệu trình giảm cân giảm mỡ 30 ngày yoga cùng Đặng Kim Toàn. Sau đây mời các bạn vào tập bài ngày thứ 2 nhé. Ở bài ngày thứ 2 này, Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn cái cách làm sao để chúng ta có thể tối giản nhé. Tối giản ở đây với yoga là tối giản sức khỏe, tối giản cả năng lượng đưa vào người và tối giản cảm xúc. Trong bài tập, Kim Toàn đã chia sẻ dần tối giản là gì. Sau đây mời các bạn vào phần khởi động cùng với Kim Toàn nhé. Đổi bên. Bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách của yoga làm sao để chúng ta có thể tối giản được. Tối giản ở đây không chỉ đơn giản là tối giản tất cả các cái nhu cầu của cuộc sống mà còn tối giản cả cảm xúc nữa. Thì yoga sẽ chia sẻ cho các bạn cái điều đó. Kim Toàn chỉ là người nhắc lại, chia sẻ lại thôi nhé. Đổi bên. Nghiêng hai bên. Những cái điều sắp tới mà Kim Toàn chia sẻ đấy thì có thể sẽ chỉ là những người lớn tuổi thôi và những người đã có khá nhiều trải nghiệm trong cuộc sống này thì họ mới có cảm nhận thấy điều đó. Cúi trước sau. Còn những người trẻ tuổi thì có thể họ cũng sẽ hiểu nhưng lại hiểu theo cái cách khác. Cũng có thể là không thực tế. Và cũng có một phần mọi người là tự nhiên đã tối giản sẵn rồi. Thành ra mọi người cũng không hiểu vấn đề. Rồi. Thôi vung tay. Vung lên. Thông qua các cái kỹ năng thực hành yoga đấy thì mặc định các bạn sẽ càng ngày càng biết cách tối giản dần. Tối giản cả cảm xúc, tối giản cả vật chất. Và dần dần tự khắc mình sẽ ăn ít dần đi nhưng mình vẫn khỏe mạnh. Thôi vâng nha. Giống như Kim Toàn bây giờ là ăn rất ít. Nếu như các bạn ai đó mà biết Kim Toàn ấy thì hầu hết là mọi người đều tập ở lớp của Kim Toàn. Và mọi người có để ý thấy rằng cái năng lực, cái khả năng ăn uống của Kim Toàn ấy chỉ bằng khoảng 1/3 các cái thanh niên cùng tuổi cùng cân nặng thôi. Có thể nói là chỉ ăn xem nữ giới thôi. Thậm chí ạ. Thôi bước dòng chân. So với những người ăn tốt thì Kim Toàn còn rất là kém. Thôi, xoay không? Đổi bên. Thôi, xoay gối vào trong. Càng lớn tuổi dần lên thì chúng ta càng hướng tới những cái sự tối giản, từ vật chất cho tới tinh thần. Có một số người thì do cái kỹ năng trong cuộc đời tự động họ tạo lên con người đó. Và có một số người thì tạo ra do tập luyện rèn luyện mà có, được học tập mà có. Và cũng có một số người thì do trong cuộc sống quá nhọc nhằn, vấp phải rất là nhiều nỗi đau. Thành ra họ chọn cái giải pháp là tối giản. Chụm hai chân. Không phải ai cũng có may mắn là có một sức khỏe phi thường. Làm mãi không hết sức, lao động mãi không hết sức đúng không ạ? Đại đa số mọi người là cái bộ gen không yếu chỗ này thì yếu chỗ khác. Thôi, căng cơ. Thành ra thay vì nỗ lực triệt để đạt được cái lợi ích cao nhất cho cơ thể chúng ta, từ sức khỏe cho đến vật chất, cảm xúc đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn lựa cả hai cách, vừa tối giản, vừa lao động và làm việc. Thì thường thì cái cách tối giản sẽ dễ xử lý hơn, dễ kiểm soát hơn và chúng ta sẽ khá là chủ động, tránh bị sao nhãng, nghiêng trái, tránh bị mất tập trung.
Rồi bên. Xoay trái. Đổi bên. Thôi, đẩy lên. Đan hai tay vươn vai, nâng cao vai của mình lên. Rút dài cuộc sống lên, thật đùng đỉnh thôi. Cong vai. Đổi bên. Thôi nè, căng tay. Đổi bên. Thôi, bước dòng chân. Nghiêng trái. Đổi bên. Thôi lên. Gặp người. Ôm bên trái, gập sâu người xuống. Đổi bên. Thôi, đeo không? Đổi bên.
Đeo gối. Đổi bên. Thôi, sợ sợ. Thẳng thắn ngay ngắn thôi. Được đến đâu hay đến đó. Đổi bên. Thôi, vần người. Đổi bên. Thôi, hai tay đẩy hai bên gối, ngồi thấp xuống, hạ thấp thân trên xuống. Thôi, nhổm dậy. Đeo cổ chân. Đổi chân. Nghiêng cạnh. Đổi bên. Thôi, mời các bạn ngồi xuống. Trước tiên để vào buổi tập của ngày hôm nay đấy, thì Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn một cái bí mật nhé. Làm như thế nào, thực hành như thế nào để các bạn có thể nhé. Ở đây là có thể thôi, Kim Toàn không dám cam kết 100%, nhưng chắc chắn là sẽ có một số người là làm được điều đó. Chúng ta làm cách nào đó để mà thông qua cái phương tiện là yoga để đạt được cái trạng thái tối giản. Hầu như trong yoga đấy, các bạn có để ý không, từ trước giờ tất cả những người đã từng tập và đã tập, hầu hết họ đều hướng tới tối giản. Thì tối giản ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là tối giản về vật chất và tối giản cả về cảm xúc. Có nghĩa là họ bắt đầu cắt gọt và có thể nói là bỏ gần như hoàn toàn những thứ ít có tác dụng đối với họ, và tất cả những thứ phục vụ cho cái nhu cầu căn bản đủ để sống và hạnh phúc vui vẻ. Tránh cái trường hợp là chạy theo quá nhiều những thứ mà nó không có tác dụng gì nhiều, nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Kim Toàn đến một ví dụ cụ thể nhé. Chúng ta có thể sống theo cách của mình muốn, đúng không ạ? Không nhất thiết phải sống theo cách của một ai đó. Và chúng ta có thể nhìn theo cách nhìn của mình,
không cần nhất thiết phải nhìn theo cách nhìn của ai khác. Cái chuyện này thì nói ra thì rất là dài. Thôi, sau đây mời chúng ta sẽ vào tập nhé. Và tất cả những động tác, cử động, vận động trong bài tập của ngày hôm nay, cũng như để đạt được cái trạng thái tối giản đó từ sau buổi tập này về sau, thì hầu hết nhé, cái bí mật như vừa rồi Kim Toàn nói ban đầu đấy, hầu hết là chỉ tập những động tác kéo giãn thôi. Và những động tác kéo giãn càng đau thì càng có hiệu quả. Các bạn lưu ý nhé, càng đau thì càng sẽ có hiệu quả nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với động tác đầu tiên. Thế càng duỗi, hai chân duỗi thẳng về trước, đồng thời hơi kéo ngửa lòng bàn chân về phía mình này. Bắt đầu nào. Hít vào, vươn tay lên, thật thoải mái, nhẹ nhàng thôi. Rồi, trải dài người về trước, thật thoải mái thở ra. Đồng thời này, hai tay túm với cạnh ngoài bàn chân đúng không? Bẻ lòng bàn chân, hướng thẳng về phía trước. Rồi, các bạn cứ kéo giãn được đến đâu hay đến đó nhé. Nhưng lưu ý này, chọn cho mình một cái lực kéo đau thật là vừa ý của mình. Và mỗi ngày mình sẽ kéo thêm một chút. Nếu như các bạn thực hành nghiêm túc khoảng 21 buổi, lặp đi lặp lại như thế này, thì các bạn sẽ có một cái trạng thái là cơ thể của mình gần như là nó không có nhu cầu sử dụng nhiều năng lượng nữa. Và thậm chí cả cảm xúc của mình cũng vậy, nó cũng không có nhiều cái nhu cầu khác hào nhoáng. Tự động mỗi ngày một chút mình sẽ tối giản dần dần. Đây là cái chia sẻ của Kim Toàn và là của rất nhiều người đã từng tập luyện yoga thành công nhá. Và cũng có rất nhiều người không có cái mong muốn tương tác nhiều với xã hội phía ngoài nữa, mà họ thu năng lượng vào trong để họ tiết kiệm và họ đảm bảo sức khỏe của họ. Nào, duy trì. Những cái cách tập, phép tập cụ thể thì Kim Toàn xin phép được chia sẻ vào những cái video khác, những cái video riêng dành cho những hội viên. Tránh cái trường hợp là Kim Toàn chia sẻ sâu vào chuyên môn cá, quá sâu vào chuyên môn thì hầu như mọi người không để ý và không hiểu. Thành ra sẽ lãng phí là buổi tập chia sẻ cho tất cả mọi người. Nào, cố gắng là chậm rãi. Rồi, chậm rãi, từ từ buông lỏng, nhổm dậy. Thật thoải mái nào, thật nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Rồi, từ từ nhấc cái chân trái của mình này, chân trái nhá, chậm rãi này. Đặt thật cao, vắt thật cao lên trên đùi chân phải. Rồi, tiếp tục này, úp lòng bàn chân phải xuống. Hít vào, vươn lên. Đừng quan trọng đến động tác, tên động tác. Rồi, trải dài người về trước, thở ra. Cố gắng này, dùng hai tay úp thật chặt hai lòng bàn chân của mình xuống. Rồi, duy trì. Chọn một cái lực kéo, lực đè thật là vừa sức. Càng vừa sức bao nhiêu thì càng về sau chúng ta càng tiết kiệm được nhiên liệu bấy nhiêu, thậm chí tiết kiệm được cả cảm xúc. Các bạn cứ hình dung này, nếu như chúng ta đè mạnh quá, giật mạnh quá thì chúng ta rất là đau. Và khi đau chúng ta sẽ hao tổn cái cảm xúc của mình. Thông qua cái việc hao tổn cảm xúc đấy thì các cái năng lượng hàng ngày chúng ta ứng dụng vào đời sống cũng như vậy, rất dễ bị tổn hao nhiên liệu và năng lượng. Rồi, chậm rãi buông lỏng, nhổm dậy. Thật thoải mái nào, càng nhẹ nhàng, càng chậm rãi càng tốt. Rồi, từ từ nghiêng người sang phải nhé. Cố gắng này, dựng thẳng cái chân trái lên. Các bạn có để ý chân trái không? Rồi, chúng ta sẽ cố gắng hóp cái bụng của mình lại, đưa cái tay phải sang trước, được chưa? Rồi, chống tay trái về sau. Thế vặn người nào, để ý nhé. Sao cho cái cẳng chân trái của mình nó chống vuông góc với mặt thảm. Có nghĩa là chúng ta hơi ngả người sang bên phải một chút. Nào, duy trì. Khóa thật chặt chẽ nhé. Khóa chặt nó lại. Rồi. Khóa chặt nhưng vẫn lưu ý là chọn một cái lực kéo thật là vừa sức thôi. Thật là vừa sức. Cứ tầm, đối với nam giới thì thường trên dưới 40 tuổi. Và đối với nữ giới tầm khoảng trên 30 tuổi một chút.
thì mặc định chúng ta, hầu hết chúng ta đấy, hầu hết đều hướng tới những cái giá trị tâm linh. Có nghĩa là chúng ta sẽ thiên về tìm kiếm các cảm xúc tích cực nhiều hơn. Nhưng khi tìm kiếm rồi, chúng ta làm thế nào là để có thể tiết kiệm được, để tránh bị lãng phí năng lượng của mình quá là nhiều. Không phải ai cũng có may mắn trời ban cho một cái cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo để các bạn có thể lao động, làm việc liên tục mà không mệt mỏi. Rất hiếm người như vậy. Có những người ta uống rượu cả đời, hút thuốc cả đời nhưng họ có làm sao đâu. Nhưng đại đa số mọi người là rất là yếu, do rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái bộ gen của chúng ta nó kém. Thứ hai là cái chế độ dinh dưỡng. Và cái quan trọng nhất là cái môi trường làm việc của chúng ta, nó tạo ra cái sức khỏe và cái cảm xúc như vậy. Nào, duy trì nhé. Rồi, từ từ buông lỏng, xoay người lại, thật nhẹ thôi. Các bạn buông ra đến đâu mà các bạn biết, từ từ cơ bắp mình nó từ từ nó buông ra, từ từ nó buông ra, đúng không? Rồi, chậm rãi này, thu hai chân vào lòng, thế lưỡi cong ngồi. Quá trình di chuyển vào và ra chúng ta cố gắng làm sao cho mà mình cảm nhận được cái điều đó, để tránh trường hợp chúng ta làm quá là dao động mạnh nhá. Hít vào vươn lên. Rồi, thật thoải mái này, trải dài người về trước, thật thư giãn thoải mái. Rồi, thật chậm rãi thôi. Thả lỏng. Rồi, cúi xuống. Hai tay mình có thể đỡ vào trán cho thoải mái. Tất cả các cử động của chúng ta cố gắng thật nhẹ nhàng, mềm mại nhé. Tiết kiệm mà. Nếu cứ nạp đi nạp lại, chỉ cần được khoảng 21 ngày thôi, đều đặn như vậy, thì tự nhiên các bạn sẽ có một cái trạng thái rất là tuyệt vời, khác rất nhiều với trạng thái cũ. Tự động các bạn sẽ có những cái kỹ năng rất là đặc biệt, kỹ năng tiết kiệm triệt để các cái sức khỏe trong người của mình, các cảm xúc trong người của mình, để sao cho mình có thể khỏe mạnh nhất, sống được lâu nhất và chất lượng sức khỏe của mình tốt nhất. Các bạn có để ý thấy rằng là hiện tại bây giờ có rất nhiều các cái khóa học khác nhau, ví dụ như khóa học quản trị tài chính, quản trị cảm xúc, rồi chăm sóc gia đình con cái, có nghĩa là có rất nhiều các cái kỹ năng khác nhau. Nhưng khi các bạn đến với Kim Toàn, đến với kênh YouTuber của Kim Toàn, thì các bạn sẽ được Kim Toàn chia sẻ các kiến thức liên quan tới cái việc là chăm sóc sức khỏe và cảm xúc thông qua bộ môn yoga nhé. Cố gắng này, thấy đau nhưng mà phải là đau vừa sức, chứ đừng đau gắt quá nhé. Nếu như đau gắt quá thì các bạn sẽ càng lãng phí cảm xúc của mình, thậm chí mình càng tập mình càng dễ cáu gắt và dễ hướng ngoại. Từ từ buông lỏng nhổm dậy, chậm rãi thôi. Thật thoải mái nào, thở ra. Từ từ giữa chân trái của mình sang bên này. Rồi, quặp sát lòng bàn chân, úp lòng bàn chân xuống. Rồi, chậm rãi. Hít vào vươn lên. Vươn lên nào. Hai tay túm lấy hai cùi chỏ. Rồi, nghiêng người thở ra. Được đến đâu hay đến đó nhé. Các bạn có để ý thấy là Kim Toàn nghiêng rất là mạnh. Mặc dù là nam giới, lượng cơ bắp cũng khá là nhiều, nhưng khi nghiêng thì rất là khó thở, nhưng Kim Toàn vẫn có thể đùng đỉnh nói chuyện được, đúng không ạ? Thậm chí âm lượng giọng nói còn không bị méo. Thì các bạn hình dung là Kim Toàn đã tiết kiệm được rất là nhiều, thậm chí gần như là triệt để rồi. Duy trì nhé. Thật thoải mái này. Thật thư giãn. Thật nhẹ nhàng. Nếu như có thể nhé, còn rất nhiều cái giải pháp tốt hơn nữa để có thể nhanh chóng thu được cảm xúc của chúng ta vào trong và nhanh chóng tiết kiệm được triệt để sức khỏe và cảm xúc. Nhưng Kim Toàn không thể chia sẻ hết ở trong video, trong bộ video này, mà sẽ để hẹn các bạn ở trong những khóa video khác đặc biệt hơn đối với dành cho hội viên. Thật chậm rãi. Từ từ hướng cái sự chú ý của mình vào eo bên phải,
siết chặt eo phải lại. Chúng ta cố gắng sao cho này dùng cái thịt cơ bắp của eo phải kéo người của chúng ta lên. Rồi, chậm rãi buông tay thở ra. Thật thoải mái đúng không? Rồi từ từ nâng chân trái của mình lên, duỗi thẳng về trước. Thật nhẹ nhàng thôi nhé, đừng đặt phịch. Rồi, nâng chân phải đặt lên đùi. Tiếp tục này, kéo ngửa bàn chân này. Rồi úp bàn chân này. Bắt đầu hít vào vươn lên. Thật thoải mái đâu. Rồi, trải dài người về trước, thở ra. Ấn cái lòng bàn chân của mình xuống. Rồi, cố gắng nhé. Các cái kỹ năng mà để có thể khi ta kéo ta cảm thấy đau nhưng mà đau rất là vừa sức đấy. Đó là một trong cái tâm thái của chúng ta. Ngay thì từ trong đầu chúng ta đã phải rồi, có cái cảm giác đó. Càng tập về lâu về dài thì chúng ta càng tiết kiệm được nhiều sức khỏe của mình, càng tiết kiệm được nhiều cảm xúc của mình. Và lâu dần cái điều chúng ta có được, cái điều mà chúng ta cuối cùng có được trong quá trình tập luyện yoga thật sự nghiêm túc, có nghĩa là chúng ta sẽ tối giản được triệt để mọi thứ. Tối giản về cảm xúc, tối giản về vật chất. Cứ mỗi ngày một chút nhé, mỗi ngày một chút. Kim Toàn luôn luôn nhấn mạnh lại nhé, không phải chúng ta thiếu thốn mà chúng ta phải tối giản, mà chính xác là chúng ta không có, cho nên chúng ta mới phải tối giản. Rất nhiều người may mắn họ có cơ thể rất là khỏe mạnh, xinh đẹp. Họ chỉ cần gột lên một chút nữa là đẹp hơn nữa đúng không ạ? Thì họ chỉ cần phát huy thôi. Nhưng đâu phải ai sinh ra trời cũng ban cho người ta có sức khỏe và sắc đẹp như vậy, hay là trí tuệ. Thành ra hầu hết mọi người đều tìm thấy cái phương pháp dành cho tất cả đấy, dành cho chung cho đại đa số đấy, là chúng ta phải tiết kiệm. Tiết kiệm cảm xúc của mình, tiết kiệm sức khỏe của mình, dùng vào những việc thực sự có giá trị thôi. Từ từ buông lỏng nhồm dậy. Thật chậm rãi, thật thoải mái. Rồi, chậm rãi này, nghiêng người sang bên trái của mình. Sao cho này, dựng hoàn toàn cái chân phải lên. Dựng nhá, hóp bụng lại, đưa cái tay trái của mình sang. Rồi, chống tay phải về sau. Các bạn để ý này, nhìn theo hướng thẳng nhá, thì cái cẳng chân phải của chúng ta đấy sẽ chống vuông góc với mặt thảm. Có nghĩa là chúng ta phải ngồi bằng cái mông bên trái. Rồi, xoay vặn. Cố gắng đổ hết trọng tâm sang mông bên trái. Các bạn cứ tập với Kim Toàn trong khoảng 90 buổi này. Trong khoảng 90 buổi nhé. Nếu như có thể thực hành tối thiểu chỉ cần khoảng 21 buổi thôi. Còn khoảng tối đa 90 buổi thì tự động, tự khắc tự động nhé. Các bạn sẽ biết cách tiết kiệm triệt để mọi thứ. Nào, khóa thật chặt chẽ. Vặn thật chặt chẽ. Chắc chắn. Xoay thật căng cái cổ nào. Xoay thật căng cái cổ của mình. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta ai cũng giống nhau thôi, là muốn nâng cấp sức khỏe, sắc đẹp, trí tuệ của mình lên, để giúp cuộc sống của mình nó tốt hơn đúng không ạ? Hoàn hảo hơn và nó chất lượng hơn. Nhưng có rất nhiều cách để hướng tới điều đó. Mỗi người tự lựa chọn cho mình một cách. Từ từ buông lỏng, xoay lại. Thật thoải mái. Từ từ co hai chân của mình vào lòng thật nhẹ nhàng thoải mái thôi. Rồi tiếp tục. Thở lưỡi câu ngồi tiếp. Hít sâu một hơi. Thật thoải mái trải dài của người của mình về trước. Chậm rãi cúi đầu xuống. Thả lỏng gáy, vai, trán. Liên tục lưu ý nhé. Chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái nực kéo giãn thật là vừa sức. Sao cho cái nực kéo đó mà chúng ta cảm thấy đau, nhưng mà cái cơn đau đấy nó không gắt quá. Chúng ta phải cố gắng mỗi ngày một chút để cho mình làm sao ạ? Phải cảm nhận được cái cơn đau đấy nó khá là dễ chịu và khá thoải mái. Cho dù nó có đau đi chăng nữa nhưng chúng ta chấp nhận được. Thì cứ lặp đi lặp lại cái quá trình này thường xuyên và đều đặn. Thì càng ngày, ngày 1, ngày 2, tháng 1, tháng 2, không nhiều đâu,
chỉ tối đa khoảng 3 tháng thôi, thì tự động các bạn sẽ hình thành một cái thói quen mới, bổ sung thêm vào cái thói quen tốt cũ của các bạn. Đó là chúng ta biết cách tiết kiệm triệt để sức khỏe và cảm xúc của mình. Và nếu như thực hành thường xuyên hơn một chút nữa, tự động chúng ta sẽ biết tối giản mọi thứ, tối giản về vật chất, tối giản cả về cảm xúc. Mục tiêu hướng tới không phải tối giản là để thể hiện một điều gì, mà như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ đúng không ạ? Là để chúng ta nâng cấp sức khỏe của mình lên, giúp cho cuộc sống của chúng ta nó chất lượng hơn. Vì rằng đa phần mọi người không phải ai may mắn sinh ra trời cũng ban cho mình sức khỏe và sắc đẹp rất là tốt, cộng với trí thông minh, năng lượng mạnh mẽ. Đại đa số mọi người nhé, đại đa số là rất yếu, không yếu cái này thì yếu cái khác. Có thể cơ thể thì trông rất khỏe mạnh, nhưng bên trong cơ thể của mình ấy thì rất là yếu, các cơ quan nội tạng rất là kém, dễ ốm, dễ mệt. Cũng có một số người thì cơ thể rất là khỏe mạnh, nhưng cái hệ thần kinh thì rất là kém, khả năng ghi nhớ, kiến thức ghi nhớ cũng rất là kém. Thì cái cách để chúng ta cũng vui vẻ, cũng thoải mái, cũng hạnh phúc, nhưng không quá đánh đổi nhiều, thì chúng ta lựa chọn cái cách là tối giản nhé. Từ từ buông lòng nhổm dậy, thật thoải mái thôi. Chậm rãi dưới chân phải của mình sang ngang, úp lòng bàn chân, quạt lòng bàn chân lại. Bắt đầu nào, hít vào vươn lên, thật thoải mái thư giãn nào. Túm cùi trỏ, nghiêng thở ra. Thật chậm rãi nào. Các bạn có thể quan sát thấy rất nhiều nơi, đặc biệt nhé, rất nhiều nơi trên thế giới, rất nhiều dân tộc khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là đất nước Nepal đúng không ạ? Là một đất nước duy nhất đi ngược lại toàn bộ các cái giá trị của các đất nước khác trên thế giới. Các cái chỉ số hạnh phúc của hầu hết trên toàn thế giới có thể nói là gần như triệt để, duy chỉ có Nepal là nằm ngược lại thôi đúng không ạ? Là các cái chỉ số hạnh phúc của họ được tính trên cái tổng thu nhập, có nghĩa là thu nhập càng cao thì chỉ số hạnh phúc của họ càng lớn đúng không ạ? Nhưng duy nhất có đất nước Nepal là nằm ngược lại, họ lại không tập trung vào các cái chỉ số hạnh phúc giống như các quốc gia khác, mà họ tập trung vào phát triển cảm xúc của con người. Có nghĩa là cái giá trị ở mỗi một đất nước sẽ một khác nhau. Nào duy trì nhé, chứ không phải ai cũng giống ai đúng không ạ? Và thậm chí trong mỗi quốc gia, mỗi đất nước thì cũng có tùy từng tôn giáo khác nhau, có cái mục tiêu khác nhau, các cái tổ chức khác nhau, các cái doanh nghiệp cũng khác nhau. Thậm chí trong gia đình các cái cá nhân cũng suy nghĩ và hành động khác nhau. Nào duy trì nào. Cố gắng lựa chọn cho mình một cái lực kéo thật vừa sức, đau, mỏi, khó chịu, nhưng thật vừa sức. Cứ lặp đi lặp lại cái quá trình này tối thiểu 21 ngày và tối đa khoảng 90 ngày thì tự động chúng ta sẽ biết tiết kiệm tất cả mọi thứ, từ sức khỏe cho tới cảm xúc. Thậm chí nhiều người còn biết tiết kiệm cả công việc và tiền bạc nữa. Từ từ hướng sự chú ý của mình vào eo trái, siết chặt lại. Có cảm giác như mình dùng cơ bắp thịt ở eo bên trái kéo ngừng lên. Rồi, chậm rãi buông tay thật thoải mái thở ra. Rồi từ từ xoay người sang bên trái, bước ngồi chân trái về sau, thì con rắn nhá, úp mu bàn chân nữa. Hơi lắc, đung đưa cái cột sống của mình một chút. Nào, đẩy xa thân trên của mình về sau, sao cho nhé cái cảm giác đau tức vào trong cột sống. Mỗi động tác chúng ta sẽ giữ khoảng 45 giây cho tới tầm dưới 2 phút. Tùy vào tư thế Kim Đoàn sẽ hô các bạn thoát khỏi nhé. Thì chúng ta cố gắng ước lượng này, sao cho cái cảm giác kéo căng đấy nó thật là dễ chịu, nó thật là thoải mái. Càng chậm rãi bao nhiêu thì chúng ta càng dễ kiểm soát bấy nhiêu. Chậm rãi thôi. Càng chậm rãi bao nhiêu thì càng dễ chịu, càng dễ kiểm soát bấy nhiêu. Giống như khi chúng ta nấu cơm ấy, nếu như mình chưa khéo, khi mình đổ nước vào nồi, mình cho gạo mình nấu cơm ấy, thì mình cứ cho ít một thôi,
chút một chút một, cũng có thể lặp đi lặp lại khá là nhiều lần, thì mỗi lần cái kỹ năng ước lượng của chúng ta sẽ tốt hơn một chút. Thì cái cách tập này cũng vậy, không một ai có thể biết được cái tình trạng sức khỏe hiện tại của các bạn đang ở ngưỡng nào, và cũng không một ai có thể giúp được các bạn, ngoại trừ các cái cảm xúc của các bạn. Cảm xúc của mình càng rõ rệt, mình càng tiết kiệm được nhiều cảm xúc, thì các cảm xúc đấy càng dành cho mình nhiều hơn. Rồi từ từ dựng hai bàn chân như nào, gập cái đầu của mình xuống, nâng người lên thì cho giữ mình chậm rãi đè về. Rồi cũng chọn cho mình một cái lực đè thật hợp lý nữa nhá, đừng đè đau quá, lỡ như đau quá thì mình sẽ lãng phí mất năng lượng của mình. Các bạn hình dung này, mình càng tăng năng lượng một cách đột ngột thì càng lãng phí năng lượng của mình. Cũng giống như cái xe ô tô đấy, các bạn cứ chạy đều thì 100 cây nó chỉ tốn khoảng tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít với xe 1.6 thôi. Nhưng nếu các bạn cứ phanh gấp ga to thì chắc là chỉ chạy được khoảng 30 cây thôi là hết xăng mất rồi, đúng không ạ? Thì cơ thể của chúng ta cũng vậy, cảm xúc của chúng ta cũng vậy. Chúng ta càng chậm rãi, đùng đỉnh, đều đều thì chúng ta càng tiết kiệm được nhiều năng lượng. Có rất nhiều người sẽ hỏi là tiết kiệm thì để làm gì? Để làm gì hay không còn tùy vào cái mục đích của từng người. Có thể các bạn để dành vào một việc gì đó, cũng có thể việc gì đó là mình cũng chưa biết khi nào bao giờ nó tới, nhưng cứ để dành đi. Nhưng cũng có người thì có mục đích rất cụ thể, là để dành để chăm sóc sức khỏe và cảm xúc của mình, tránh bị lãng phí, đúng không? Các bạn có thấy hầu hết những người tập luyện, tu tập, họ đều thu hết năng lượng của mình lại và họ tiết kiệm năng lượng của mình, đúng không? Mình cũng sẽ hỏi là sống lâu và khỏe mạnh như thế thì để làm gì? Để làm gì hay không là cái giá trị của họ, tự họ sẽ biết họ cách sử dụng riêng. Rồi từ từ duỗi thẳng người ra. Thế đứa trẻ nào, khép chặt hai chân vào nhau, khép chặt mu bàn chân. Rồi nằm xuống, duỗi hai tay của mình về sau. Các bạn có thể chống cái trán của mình xuống thảm, hoặc nghiêng đầu của mình sang một bên. Rồi thả lỏng, thả lỏng toàn bộ cột sống lưng, thả lỏng hai vai, thả lỏng gáy của mình. Bài tập của ngày hôm nay thì thường là những người trung và cao tuổi, đại đa số mọi người sẽ rất là thích. Nếu như các bạn tập buổi tập của ngày hôm nay và các bạn duy trì được cái tâm thái của buổi tập ngày hôm nay vào hầu hết tất cả các động tác của các bài tập khác, cứ lặp đi lặp lại cái quá trình này thường xuyên, tối thiểu 21 ngày vào đúng 1 giờ. Đúng 1 giờ thì càng tốt nhé. Giả thiết 8 giờ sáng chúng ta bắt đầu tập thì ngày nào cũng 8 giờ sáng là chúng ta tập, thì duy trì liên tục trong 21 ngày. Tự động chúng ta sẽ giật mình có một cái thói quen mới. Giống như buổi sáng lúc nào các bạn dậy đấy, cũng gấp chăn màn vào đúng cái giờ đấy, cũng dậy vào đúng giờ đấy, thì vài chục năm sau tự động nó cũng như vậy, các bạn không cần phải để ý. Nào, duy trì, hơi thật chậm rãi thoải mái, ngồi dậy càng mềm mại càng tốt. Chúng ta trái của mình sang bên, duỗi hai chân về trước thì càng duỗi nào. Tiếp tục nào, hít vào vươn lên, rồi trải dài người về trước, thở ra, úp hai lòng bàn chân của mình xuống. Rồi dùng tay ấn xuống. Càng chậm rãi bao nhiêu, càng thoải mái bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Duy trì thật đều đặn chắc chắn à. Rồi chậm rãi buông lỏng, hít sâu một hơi. Thật thoải mái nhộng dậy. Rồi. Động tác cuối cùng của buổi tập.
Rồi, các bạn có thấy bài tập của ngày hôm nay khá là đơn giản không? Rồi, vừa rồi là toàn bộ kiến thức của bài ngày hôm nay Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn. Và Kim Toàn sẽ tổng kết lại cho các bạn nhé, giúp các bạn hoàn hảo hơn và đi đến cái kết quả nó nhanh hơn. Đơn giản này, tất cả các cái bài tập vận động và cái cảm xúc trong quá trình tập luyện yoga, cái cách này mà rất nhiều người đã từng trải qua rồi, và nhiều ngàn năm qua yoga đã chứng minh được cái lợi ích của nó đối với cái cuộc sống của cộng đồng. Chúng ta không cần phải bàn cãi và cũng không cần phải kiểm chứng nhé. Thực tế rất nhiều ngàn năm đã làm được điều đó. Và khoa học hiện đại thì làm như thế nào để chúng ta có thể tối giản được? Thì các bạn lưu ý nhé, rất là dễ thôi, cực kỳ dễ. Buổi trước Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn cái cách ăn làm sao để cho nó không bị to bụng, béo bụng, gầy mỡ, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là cái lượng calo đưa vào người để làm sao các bạn làm sao này tránh cái trường hợp là các bạn bảo rằng là thầy ơi, bạn ơi, anh ơi, gì đó ơi, tôi ăn rất là ít nhưng mà tôi vẫn béo là do quá trình chuyển hóa của tôi tốt. Không phải đâu nhé. Nếu như các bạn dùng từ ăn ít thì các bạn nói đúng một nửa thôi. Ở đây này, các bạn có để ý rằng là có cái đĩa hạt hướng dương nhỏ xíu thôi. Nếu như các bạn ăn một gói hạt hướng dương khoảng mấy chục nghìn đấy, bán ở quán cà phê đấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 400 đến 500 calo. Nhưng hai bát cơm của các bạn nhé, hai bát cơm đầy, bát cơm trắng đấy, thì nó mới có 400 calo thôi. Thì các bạn hình dung này, một đĩa nhỏ hạt hướng dương có tới 400 calo đúng không? Nhưng hai bát cơm mới chỉ có 400 calo. Thì ở đây ra là cái khối lượng nó không quan trọng. Ăn nhiều ở đây thì các bạn sẽ đặt câu hỏi này, ăn nhiều là ăn khối lượng nhiều hay ăn chất lượng, đúng không ạ? Thì tương đương với việc đấy là một cân cá rô phi rất là rẻ, đôi khi chỉ 20-30 ngàn thôi, nhưng một cân cá song thì là nhiều trăm ngàn, đúng không ạ? Thì ở đây là có nghĩa là gì? Cùng là một cái khối lượng cân nặng thì chúng ta không thể nói là ăn nhiều hay ăn ít nhé, mà chúng ta sẽ phân tích này, trong cái lượng thực phẩm đó nó có nhiều calo không, nó có nhiều chất hay không, đúng không? Ăn ít nhưng mà chất, cũng giống như chúng ta ăn một chút củ sâm ấy, cắn một chút xíu thôi, giống như cắn quế đấy, nhưng mà trong củ sâm đó nó có rất nhiều năng lượng và rất là đắt tiền, đúng không ạ? Rồi Kim Toàn tổng kết lại nhé, hoàn toàn lại ngắn gọn một chút xíu thôi. Cái lượng thực phẩm chúng ta ăn vào nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là cái lượng thực phẩm ấy chúng ta ăn vào nó có nhiều calo hay không. Thì để hiểu sâu và kỹ hơn thì các bạn comment hỏi Kim Toàn nhé, comment và Kim Toàn sẽ giúp đỡ các bạn điều này để giúp các bạn có thể ổn định cân nặng một cách trọn đời và không bị gầy béo thường xuyên. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại ở những video hữu ích của lần tiếp theo. Thank you.